hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10. Trần My xin chào cô chú anh chị. Thì hôm vừa qua là ngày 7. Đến nay Trần My có vận động của các mạnh thường quân là một số tiền để giúp đỡ cho gia đình chú Ba Đấu làm mất vừa qua. Thì gia đình có cũng rất nhiều khó khăn. Thì do sự chính quyền địa phương cho biết Trần My vận động số tiền hôm nay là được 5.500.000 đồng để giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn để có tiền để trang trải cái đám tang cho chú. Rồi xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã chung tay góp sức với Trần My để giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn này tại ấp Mừng Rào B, xã Nhân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Rồi xin hết. Hôm nay là ngày mùng 10 thì My sẽ đến gia đình để trao tặng cái số tiền cho gia đình. Thì một người em gái của chú, hiện chú là không có người thân, chỉ có em gái là đứng ra là tiếp nhận cái số tiền này. Rồi bây giờ mình vô nhà chú cơ anh chị ha. Bình tĩnh chị, mình cứ chia sẻ thôi. Chị thấy anh khổ lo cho anh, nhưng mà bây giờ chị cũng là cảnh khổ, bây giờ phải lo cho anh rồi. Còn nhưng mà cũng kinh phí cũng eo hẹp lắm, cũng nhờ cảnh thượng quân lo cho được bao nhiêu thì đây chị Trần rất là thành cảm ơn. Dạ. Rồi cứ bình tĩnh chị, đừng xúc động quá. Chị Ni ơi, mình gửi cái số tiền mà mình đã vận động được cho gia đình đi chị. Em được biết thì gia đình khó khăn thì em có vận động của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa là giúp đỡ cho chú là số tiền là được là 5.500.000. Thì hôm nay á là em đến trao, chị là người đại diện ra trả cái số tiền này, tại vì đâu có còn ai nữa đâu. Thì đồng hồ cái cuối là cái bệnh quản hồi đó thì bệnh quản thì con không đi rồi, thì chỉ là nó là mày chân đi ập hết đi chị nhớ năm nay à, vợ thì bỏ lâu dữ rồi, bỏ 19 năm rồi, con có bỏ 5 năm nay là bỏ hẳn luôn, tại vì ông tiên trực của bệnh quản thì cứ dừng thời là bên em lo hết. Thì chú bệnh được bao lâu chú mới mất? Bệnh thì dạ bệnh khớp thì lâu dữ lắm rồi, tay đi qua thì lâu rồi, như mới nặng ăn mấy ngày nay à. Như mình là người đứng ra là mua cái hòm mà 1 triệu người ta, 1 triệu người ta nhờ cũng giúp đỡ cũng học hành, cái hòm 8 triệu. Cái phần tiền vận động này nè, để mình giúp đỡ là trả tiền cái hòm cho chú. Em xin đọc cái danh sách của những mạnh thường quân á, con gửi về ủng hộ. Một em gái giấu tên 200.000, chế tài lem tiệm giải thứ 11 200.000, khuê bút Văn Hồng Sơn 200.000, dì Tám ở Bình Dương 300.000, em Loan Lý ở Mương Đào 200.000, chế đầu Nguyễn 200.000, chế Linh tổ từ thiện ở Tiểu Dừa 200.000,
em Thiện Quy, con của chú Tùng Linh ở Kinh Năm, 500 ngàn. Em Hoài Hương ở Kiên Giang, 300 ngàn. Em Ninh Kiều, tiệm điện tử Chương, 200 ngàn. Cái Facebook này em ở bên Mỹ, 200 ngàn, không biết tên. Cháu Quỳnh Thơm, 200 ngàn. Cháu Tiền, 200 ngàn. Chị Tạo, tiệm vàng Dương Vũ, 500 ngàn. Một anh giấu tên ở thứ 11, 200 ngàn. Bé em thu mua hải sản ở Dàm Kim Quy, 300 ngàn. Chế Mỹ Sinh, tập hóa thứ 11, 200 ngàn. Em Lê Bích Ly, 200 ngàn. Em Hằng ở thứ 11, 100 ngàn. Em Cười ở Đồng Giữa, 200 ngàn. Cậu Lý, 200 ngàn. Nguyễn Mai ở thứ 11, 200 ngàn. Tạ Ngọc Kiều ở thứ 9,5, 300 ngàn. Phương Nguyễn ở Mương Đào, 200 ngàn. Rồi một em chuyển khoảng 50 ngàn này, cũng không biết là ai luôn, chị cũng không biết tên em luôn. 50 ngàn, chị cảm ơn tấm lòng của em. Thì tổng cái số tiền là 5.550.000 đồng của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm đã ủng hộ. Và đây cũng là một tấm lòng và một cái tình thương của những mạnh thường quân dành cho chú Ba Đấu đây. Thì em cũng xin thay mặt gia đình chú Ba đây cảm ơn tất cả những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, và xin chúc tất cả cô bác anh chị em được nhiều sức khỏe. Dạ xin hết. Tiếp tôi cảm ơn gì, cảm ơn em thay mặt anh cũng thay mặt em thay mặt anh của em cảm ơn đã giúp đỡ cho anh em được mai táng em ở cuối cùng được chị phan hai chục phan hai chục đấy cái năm triệu em rất cảm ơn rất nhiều. Có một em mà chuyển 50 ngàn, không có nói tên 50 ngàn. Rồi giữ gìn sức khỏe nghe, bây giờ chị phải khỏe nghe, cố gắng nha.